Đây, khi mình đã khắc phục xong cái khởi này, vệ sinh xong thì nó như vậy các bạn. Mình test lại cho bạn xem nha. Mình đã tháo ra, mình vệ sinh. Bây giờ đóng đèn và mình bấm nút nè. Bạn để xem nha. Đó, cà dưới sau nè. Đó, chuyển qua tam giác. Khởi không còn kêu nữa hết các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đấu cái dây động cơ vào. Rồi. Không, đấu trước đi. Bây giờ động cơ nó ra 6 đầu như thế này mà nó phân ra được gì rồi thì mình giờ mình đấu lấy 3 dây. Mình đấu vô cái dưới gọi là nhiệt. Cứ đấu đại vào. 3 dây đó đấu rồi gọi là nhiệt ha. Hiện giờ cái động cơ này nó không mắc dấu, nghĩa là ba đầu này là ba đầu đầu hoặc ba đầu cuối gì cũng được, nó trùng nhau đó, ví dụ như là ba đầu đầu và ba đầu cuối. Thì bây giờ chúng ta sẽ đấu đại vào, lấy 3 dây đấu vào ba chân của gọi là nhiệt, không cần biết thứ tự như thế nào, cứ đấu đại vào. Sửa dây chỗ ngay lại. Đó, bây giờ pha đỏ đấu vô pha thứ nhất rồi nè. Bây giờ pha vàng, pha xanh đấu vô pha thứ hai. Ốc này bị tuôn chắc kiếm ốc khác đổi. Còn pha vàng thì đấu vô pha thứ ba. Ba dây này thì mình không có cần đo, cứ đấu đại vào dưới gọi là nhiệt. Ok, chắc chắn rồi các bạn, được rồi. Bây giờ tới 3 dây còn lại của động cơ. Đây là 3 dây này. Giờ chúng ta sẽ tiến hành đo đồng hồ kìa. Đo từ cái pha thứ nhất, hồi nãy mình đấu vô nè, đó, đo từ pha thứ nhất, chỉnh thăng đo điện trở ha. Đó. Chỉnh thăng đo điện trở, đo pha thứ nhất của bên kia, pha thứ nhất ơi. Đó, với chân nào nó thông. Chân này thông thì mình sẽ đấu vào pha thứ hai của khởi này, là đấu với pha vàng. Hiện giờ pha đỏ nó thông với pha này thì pha đỏ nó cộng dây đỏ này nè, nó thông với cộng dây nào thì các bạn đấu về pha thứ hai hoặc pha thứ ba. Giờ đấu với pha thứ hai đi. Tại vì pha đầu bên kia nó đấu vô pha thứ nhất rồi. Thì đầu này mình sẽ đấu vô pha thứ hai hoặc là thứ ba, chứ không được đấu qua pha thứ nhất nữa. Bạn hiểu không? Luôn dưới luôn. Ừ. Rồi vừa tay thôi, thôi lấy lục giác xếp. Tiếp tục, bây giờ mình sẽ đo pha thứ hai là pha xanh, dưới gọi là nhiệt nè. Đo dưới pha nào cho nó thông với pha nào. Pha thứ hai kìa, đo pha thứ hai trước đi. Rồi, kiếm dây khác, kiếm dây bên đây. Giữ cố định cái dây bên kia
dưới là nhiệt đi. Rồi. Rồi, bây giờ nó thông với dây đỏ. Thì dây đỏ mình sẽ đấu vào. Hiện giờ pha xanh đầu bên đây thì đấu vô pha thứ hai, thì đầu bên đây mình đầu còn lại đấu vô pha thứ ba. Đây, đấu vô pha này. Giờ xích lên trên chưa ngay lỗ đẩy lên. Rồi. Rồi cái chân còn lại thì chắc ăn nó sẽ thông với cái pha vàng này rồi. Nó này pha vàng này với pha xanh này lần cặp, thì pha vàng nó đấu vô pha thứ ba, thì bây giờ mình sẽ đấu vô pha thứ nhất lại. Đây lấy cái điếu, cái điếu mồi trên đầu tủ nè, siết chặt nè. Vừa vừa thôi tiền tu. Đây bây giờ mình sẽ kiểm tra lại ha các bạn. Đã đấu xong rồi, giờ sẽ tiến hành tôi kiểm tra lại thử coi nó như thế nào. Giờ sẽ chỉnh thang đo điện trở nè. Đây. Giờ sẽ đo từ pha thứ nhất của gờ lai nhiệt qua pha thứ hai. Đấy, thông nhau ha các bạn. Rồi từ pha thứ hai của gờ lai nhiệt đo với pha thứ ba bên đây. Đó, thông nhau luôn. Rồi cuối cùng là pha thứ ba với pha thứ nhất bên đây. Đấy, thông nhau, vậy là ok. Vậy là cái quá trình đấu mình nó đã hoàn thành. Bây giờ sẽ tiến hành thử động cơ thôi.